Ra mắt vào ngày 16 tháng 11 năm 2010, Irelia là vị tướng luôn được ưa chuộng ở khu vực đường chay và đường giữa, vì cô nàng vũ kiếm sư này sở hữu khả năng băm bổ mạnh cùng lượng sát thương lớn và hồi phục cực khỏe. Trải qua 13 mùa, lịch sử của Irelia có hai giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất là dù rất mạnh nhưng Irelia không hề bị nớp trong một thời gian dài, và giai đoạn thứ hai là bị nớp liên tục sau khi được Riot làm lại. Vậy hãy cùng mình khám phá hai giai đoạn chính của Irelia có gì hay ho và thú vị trong video này nhé. Let's go. Phiên bản đầu tiên của Irelia là một bộ skill khá mạnh trong việc đi đường hay solo kill đối thủ. Với nội tại, nó một cách dễ hiểu là càng ít tướng địch ở gần thì giảm thời gian khống chế cho Irelia càng ít, càng nhiều tướng ở gần thì giảm thời gian khống chế càng nhiều. Với chiêu Q là đâm tới một kẻ địch, gây sát thương vật lý và áp dụng hiệu ứng đòn đánh. Nếu Q tiêu diệt được một mục tiêu thì sẽ hoàn trả năng lượng và cả thời gian hồi chiêu của Q. Với nội tại W là hồi máu cho Irelia trên mỗi đòn đánh thường, và trong thời gian kết hoạt W thì các đòn đánh thường của Irelia sẽ gây thêm sát thương chuẩn và tăng đôi khả năng hồi phục từ nội tại W. Với E là gây sát thương phép lên mục tiêu và sẽ làm chậm nếu mục tiêu có phần trăm máu thấp hơn Irelia, và sẽ làm choáng nếu mục tiêu có phần trăm máu bằng hoặc cao hơn Irelia. Và chiêu cuối là Irelia được triệu hồi tối đa 4 lưỡi kiếm bắn theo đường thẳng gây sát thương vật lý và hồi cho Irelia một lượng máu nhất định dựa trên sát thương mà 4 lưỡi kiếm gây ra. Nhìn qua có thể thấy rằng bộ skill của Irelia cho cô ta gần như tất cả các loại sát thương của Limon điện thoại, như sát thương vật lý từ Q và R, sát thương phép từ E, sát thương chuẩn từ W, và đặc biệt cô ta còn có thể gây sát thương chí mạng từ song kiếm với lớn lên độ tam hợp kiếm. Đáng chú ý nhất là ở chiêu W của cô ta, khi năng tối đa sẽ được 75 sát thương chuẩn trên mỗi đòn đánh. Tức là nếu như trong một tình huống đánh nhau với 10 đòn đánh thì Irelia sẽ gây được 750 sát thương chuẩn chỉ với việc kết hoạt W. Đó là chưa kể đến việc tam hợp kiếm lúc bấy giờ vẫn còn tỷ lệ chí mạng, thì chỉ cần một đòn có chí mạng trong 10 đòn đó thôi là thêm cả đống sát thương rồi. Do đó, với khả năng giảm thời gian khống chế từ nội tại, khả năng lao vào mạnh mẽ từ Q, lượng hồi phục nhiều từ W và R và hiệu ứng khống chế từ E, Irelia thời điểm đó quá bá đạo trong việc solo kill đối thủ đi cùng đường, hay thậm chí là dễ dàng cân hai khi có sự xuất hiện của rừng đối phương. Mạnh mẽ và bá đạo là thế, tuy nhiên Irelia không hề nhận bất kỳ đợt giảm sức mạnh nào từ Riot trong suốt khoảng thời gian từ lúc ra mắt cho đến phiên bản 5.6. Và những đợt giảm sức mạnh từ phiên bản 5.6 cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến lối chơi và sức mạnh vượt trội của Irelia sở hữu. Bằng chứng rõ ràng nhất cho sự hời hợt và thiếu trách nhiệm của Riot trong việc chỉnh sửa và giảm sức mạnh của Irelia đó chính là meme Better Nerf Irelia. Nguồn gốc của meme này xuất phát từ việc cộng đồng Limon điện thoại quá chán nản trong việc một con tướng đã quá lỗi trong một thời gian dài như Irelia lại chẳng hề nhận các đợt giảm sức mạnh nào đáng kể từ phía Riot cả. Meme này được dùng kiểu như là: ô, Akali mạnh quá kìa, tốt hơn thì chúng mày nên nerf Irelia. Thậm chí còn có ông sáng tác hẳn một bài rap chỉ để nói về meme Better Nerf Irelia. Và cuối cùng, để đáp lại những lời kêu gọi từ cộng đồng, Riot đã quyết định reward Irelia ở phiên bản 8.7, và từ đây cũng là chuỗi những ngày tháng thăng trầm của cô nàng vũ kiếm sư. Với Irelia phiên bản mới, nội tại được chỉnh sửa lại là Irelia sẽ nhận được một điểm cộng dồn cho mục tiêu chống kỹ năng của cô ta, cộng dồn tối đa 4 lần. Thời gian tồn tại là 6 giây và khoảng thời gian này sẽ được làm mới lại bằng các đòn đánh thường của Irelia. Với những cộng dồn từ nội tại thì đòn đánh thường cơ bản của Irelia sẽ gây thêm sát thương phép, và khi đạt tối đa số cộng dồn thì Irelia sẽ giảm thêm tốc độ đánh và khả năng gây thêm sát thương cho các mục tiêu có lá chắn. Với chiêu Q kích hoạt thì sẽ vẫn được giữ nguyên, nhưng chiêu Q có thêm nội tại là thời gian hồi Q sẽ được hồi lại ngay lập tức khi Irelia đâm vào có mục tiêu bị dính hiệu ứng đánh dấu từ E và R. W khi kích hoạt lần thứ nhất thì Irelia sẽ gồng lưỡi kiếm của mình và giảm sát thương gánh chịu. Và W của Irelia kích hoạt lần 2 là sẽ vung lưỡi kiếm ra và gây sát thương theo hướng đã chọn. E sẽ giúp Irelia đặt ra hai lưỡi kiếm, gây sát thương và làm choáng tất cả các kẻ địch ở giữa hai lưỡi kiếm đó. Chiêu cuối giúp Irelia tung ra một lưỡi kiếm cực rộng và phát nổ khi chúng tướng địch đầu tiên, làm chậm gây sát thương phép và cộng kèm hiệu ứng giải giới với những kẻ địch đi qua các lưỡi kiếm. Với việc vẫn giữ được khả năng lao vào liên tục, sở hữu lượng sát thương lớn và khả năng chống chịu ổn từ W và cây hưởng khống chế khó chịu từ E và R, Irelia vẫn quá mạnh sau khi được rework. Bằng chứng là chưa đầy sau 24 tiếng phát hành Irelia phiên bản mới, Riot đã phải tung ngay ra một bản hotfix để nớp ngay sự bá đạo của Irelia. Tiếp sau đó, chỉ số của các kỹ năng của Irelia bị nớp một cách liên tục trong các bản cập nhật sau này của Riot, và cô nàng cũng không còn sở hữu một số cơ chế mạnh của skill, như mất đi khả năng gây thêm sát thương lên mục tiêu có lá chắn từ nội tại. W này không còn cho Irelia thêm một stat của nội tại nữa, không còn có thể tác kích hoạt E khi bị dính hiệu ứng khống chế, và đặc biệt là R đã mất đi cơ chế giải giới. Tuy là bị nớp thê thảm như vậy, Irelia vẫn thường xuất hiện ở các giải đấu chuyên nghiệp, chứng tỏ qua bao nhiêu thăng trầm, cô nàng vũ kiếm sư vẫn giữ được một vị trí nhất định trong meta của trò chơi. Nhưng ít ra việc nớp Irelia liên tục như vậy cũng đã làm phần nào cho các người chơi cảm thấy hả dạ, đặc biệt là với các người chơi đã từng bị vị tướng này đè đầu cưỡi cổ trong một thời gian dài. Và đó là hành trình của Irelia, một vị tướng từ không bị nớp trong một thời gian dài đến bị nớp liên tục sau rework. Nếu có ý kiến gì về video thì hãy comment ngay phía bên dưới cho mình biết nhé. Còn thấy video hay thì đừng quên để lại cho mình một like và một sub nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!